Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 30 tháng 9 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi cho thấy, từ thần chiếu cố. Trong ngày hôm nay, những người tuổi Tý làm nghề tự do có thể thu được một khoản tiền công khá khá. Khoản tiền mà bạn nhận được hãy hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian qua người tuổi này có bản tính rộng rãi chính vì vậy mà bạn nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người xung quanh nếu cứ tiếp tục mở rộng các mối quan hệ bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ quý nhân hôm nay người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim nên có sự thay đổi phương hướng làm ăn nơi ăn trốn ở việc làm chuyện tình cảm cũng vậy không nên do dự khi có người đề nghị hợp tác đầu tư hùn hợp, tình cảm tốt, có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy, chỉ nên ngồi yên và tìm cách hòa hoãn, cần có sự giúp đỡ của bè bạn hoặc quý nhân giúp đỡ cho mình về tiền bạc hoặc cho ý kiến thì mới có thể xong việc. Có tin tức hoặc sự việc thay đổi gây lúng túng cho mình, có tin xa, tài lộc nhỏ. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa, ngay có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có người đem tin đến về việc mình mong cầu đã có kết quả, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại tuy nhiên mọi việc cũng không nên đi quá giới hạn của nó chỉ đem đến sự mệt nhọc và phiền toái có tin xa tài lộc tốt có lộc ăn quà tặng và cũng có hao tốn về sự mua sắm tu bổ tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ ngày có sự thuận lợi về cầu công danh gặp gỡ để giao thiệp hợp tác có tin tốt ở xa nên ra đi giải quyết công việc có tài lộc nhưng hao tốn về chuyện giao thiệp đình đám giúp đỡ người thân xe cộ máy móc nhà cửa đồ đạc hoặc phải chia phần trong nhà có người đi xa gặp lại người xưa. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Có sự thay đổi về việc làm hoặc có cuộc đi ngắn, ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có tin tức của họ, hao tốn về khách hứa, tiệc tùng hoặc về giao thiệp, thuận lợi cho việc sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp, chữa bệnh, tài lộc vào nhanh ra nhanh, hoặc có tin tức tốt về làm ăn, trong nhà có người đi xa, thay đổi việc làm. Tử vi tuổi sửu. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, thiên quan gây rối, người tuổi sửu cần phải kiềm chế bản tính nóng này dễ bị kích động của mình nếu không muốn vướng phải tranh chấp thị phi bạn không nên để những rắc rối này gây ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nếu giữa bạn và lãnh đạo có bất cứ bất đồng gì thì bạn cũng không nên nói năng quá gay gắt bởi dù có thắng hay thua trong cuộc tranh luận thì nhiều khả năng bạn đã gây ấn tượng xấu với cấp trên tốt nhất hãy chờ một thời điểm khác khi đôi bên đều có thể bình tĩnh trao đổi mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý muốn vì đôi bên bất đồng quan điểm với nhau bản mệnh không nên khăng khăng theo ý mình và bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý hãy học cách lắng nghe mọi người tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim chớ nên tin tưởng vào nguồn tin cũ và lời hẹn ước cũ có sự chậm trễ hoặc có sự thay đổi tài lộc còn chậm chạp nhưng cũng không có sự thiệt hại gì có tin buồn về sức khỏe bổn mạng công danh của người thân không nên có sự xích mích nhỏ mà làm mất đi chuyện tình cảm tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy có tin buồn việc làm ăn còn nhiều khó khăn chưa phải là lúc tiến lên nên giới hạn mọi việc giao thiệp qua lại, cũng nên cẩn trọng về lời ăn tiếng nói. Tất cả đều không tốt dễ đem đến sự phiền toái. Ngày dễ gặp những chuyện bực mình hoặc nghe tin bất lợi cho mình hoặc của người thân, bè bạn, hao tốn về mua sắm, quà tặng, thăm hỏi. Tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hỏa. Không nên tranh cãi và cũng không nên nghe lời người khác. Sự việc hay có sự thay đổi bất ngờ, có nhiều tin tức đến dồn dập khiến phải âu lo về bổn mạng, sức khỏe, công danh của mình và người thân. Không nên tính toán mưu cầu tiền bạc sẽ không có kết quả nếu có người mưu tính hồn hạp cũng là điều không nên e có sự lợi dụng hoặc mích lòng có tin buồn tâm tình bất an hao tài về mua sắm tu bổ sửa chữa tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không nên mưu cầu hoặc giải quyết các công việc lớn đề phòng rủi ro hoặc sức khỏe không được tốt có chuyện buồn hoặc phải lo âu giải quyết những công việc khó khăn chuyện tiền bạc nên để tự nhiên và cũng không nên e ngại khi được người giúp đỡ ngày có sự đáo hạn về tiền bạc công việc cũng như về tình cảm tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nên cẩn trọng trong mọi việc ngày có nhiều sự chắc trở khó khăn cần phải có sự khéo léo nhẹ nhàng mới có thể vượt qua tin tức đều không tốt hoặc sự việc xảy ra ngoài ý muốn sức khỏe không tốt nếu không có gì cần thiết thì nên nghỉ ngơi hoặc chỉ lo tu bổ trình đốn những công việc cũ chuyện vui chơi tình cảm không nên kéo dài gặp điều bất lợi và hao tốn tử vi tuổi dần trong ngày phạm cục diện tương hình người tuổi dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà không nhận được sự giúp đỡ của đa số mọi người bạn nhận ra rằng không phải lúc nào mình cũng có thể phụ thuộc vào người khác dù sao đi nữa bạn cũng chớ nên sốt ruột mà hãy chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt đừng cố làm mọi việc thật nhanh chóng nhưng cầu thả bởi nếu mắc sai sót ở một bước rất nhỏ thôi thì bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu đấy chính ấn cho thấy bạn vốn là người có tài nhưng cơ hội thăng quan tiến chức chưa đến với bạn là bởi bạn còn giữ những tư tưởng bảo thủ không chịu thay đổi hãy lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh nhiều hơn nhé tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy nay phải giải quyết hoặc phải thay đổi hoàn cảnh chức vụ việc làm cũ nên đổi mới và lập kế hoạch cho mình một hướng đi không nên giấu diếm ý định của mình chỉ thêm sự thiệt thòi vì người khác cũng đang chờ đợi mình lên tiếng có tin tức không tốt ở nơi xa tài lộc trung bình tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa mọi tính toán đều không thích đáng khó có phương hướng giải quyết nhưng cũng không đáng lo ngại sẽ có cơ hội hoặc có người giúp đỡ không nên mưu cầu những việc lớn lao chỉ đem lại sự thất bại và còn bị vướng mắc lôi thôi đừng tin vào dư luận và những người đến với mình bàn bạc đề phòng rủi ro bất chắc tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ ngày chỉ nên giải quyết những công việc đã có sự đáo hạn đến hẹn đính ước giao kết nếu có lời mời hùn hợp hoặc dự định ở trong tương lai thì không nên quyết định nhanh chóng mọi việc chưa có thời cơ thuận lợi hoặc chỉ nên nhận tiền nhưng cần phải bàn thảo thêm có sự hao tốn về mua sắm tu bổ sửa chữa nhà có khách đến có tiệc nhỏ có tài lộc tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc không nên chủ trừ mà hãy mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh hiện tại nên cầu viện ý kiến của quý nhân hoặc cấp trên sẽ có lợi có người muốn cạnh tranh với mình có sự thay đổi phương hướng làm ăn nơi ăn trốn ở văn phòng hoặc có tu bổ sửa chữa mọi vật dụng đồ đạc trong nhà người nữ sức khỏe công danh tài lộc không tốt dù có tài lộc cũng hay hao tán tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim không nên vướng vào chuyện tình cảm vui chơi lâu dài sẽ có sự bích lòng nên tiến hành giải quyết các việc đã chờ đợi từ lâu nên dự tính trước ngày có nhiều công việc hoặc thân nhân bè bạn đến dễ có sự hao tốn mà không có lợi có tài lộc hoặc có tin tốt về chuyện làm ăn giao dịch tử vi tuổi mão hôm nay mối quan hệ giữa người tuổi mão và gia đình rất hòa hợp các thành viên trong nhà luôn thảo luận với nhau mọi vấn đề để cùng tìm ra phương án giải quyết hợp lý nhất nửa kia của bạn là một người rất thấu hiểu và tâm lý theo tu vi ngày nay còn có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn của bạn mà không cần bạn phải cất lời. Điều bạn cần làm bây giờ là tìm cách để người ấy cũng cảm nhận được tình cảm của bạn. Thiên ấn cho thấy bản mệnh phát triển tốt nếu làm trong các ngành liên quan đến nghệ thuật, dịch vụ, nghiên cứu. Bạn tìm được cơ hội khẳng định giá trị của bản thân, từ đó nhận được sự khâm phục, kính trọng của mọi người. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Có nhiều sự đảo lộn không như mình dự tính, hấp tấp trong công việc, lời nói sẽ đem đến hậu quả không tốt đem lại sự ai oán, mất tình cảm. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu chỉ nhọc công, có tin buồn, mong cầu về tài lộc chưa có kết quả, hao tốn vì vui chơi, mua sắm, có khách đến. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc rất dễ xảy ra không có lợi hoặc gặp sự khó khăn, hư hại, tranh chấp, thị phi. Nếu không thì cũng là một ngày làm việc cực nhọc mới có kết quả, tài lộc dễ có sự hao tán, nếu có cũng phải chi phí, mua sắm rất nhiều. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ không nên phân trần, giải bày mà hãy tiến hành thì mới thuyết phục được người khác, cũng không nên nghe những chuyện dày dà, phiền toái không dính lưu đến mình, nếu có sự gặp gỡ cuộc vui, đám tiệc cũng không vừa ý, hoặc trong đó có người muốn nhờ mình giúp đỡ, đi xa hoặc di chuyển cũng bất lợi, nếu có đi thì cũng vì chuyện buồn, tin xấu đến cần phải đi, có tin buồn. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc, có sự hao tốn về mua sắm, sửa chữa, tu bổ đồ đạc, vật dụng, không nên di chuyển hoặc đi xa sẽ gặp trở ngại không thành công hoặc có sự hư hại về máy móc đồ đạc, sức khỏe không tốt, không nên tiến hành, quyết định những công việc lớn, ngày khó có sự kết thúc như ý, hao tài cho người thân, đám tiệc, đồ đạc có sự thất lạc khó kiếm. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Mọi việc không nên có tính cách lâu dài, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn hoặc có đám tiệc, việc đi lại, di chuyển có sự chắc trở hoặc nhận tin không được như ý, có sự hao tốn, hư hại hoặc phải mua sắm, tu bổ, giao thiệp tử vi tuổi thìn thương quan cho thấy hôm nay không phải là một ngày phù hợp để người tuổi thìn kiêu ngạo vì các điểm mạnh của mình có thể bạn sẽ nhận ra rằng thực tế quá khó khăn và mình cần phải cố gắng hơn nữa nếu muốn tìm chỗ đứng cho bản thân khi đối diện với thất bại bạn không nên bỏ cuộc quá nhanh chóng hãy bình tĩnh phân tích mọi việc để biết mình đã sai ở đâu và cần phải khắc phục lỗi lầm như thế nào thất bại là mẹ thành công xem ngày tốt xấu theo trực hôm nay trực thành là ngày tốt cho xuất hành khai trương giá thú bạn có thể căn cứ vào đó để sắp xếp công việc cho phù hợp và gặp nhiều may mắn hơn. Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, không nên theo đường lối cũ và chấp nhận hoàn cảnh hiện tại, nên mạnh dạn thay đổi vì bè bạn người thân hiểu được hoàn cảnh của mình, ngày thuận lợi cho việc kết bạn, đính ước, cầu việc làm, cầu tin tức, thu vén công việc. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, càng hành động thì càng bị ràng buộc rắc rối, hoặc phải làm trong tình trạng bị ép ủng, miễn cưỡng, bị trách oán, cũng không nên tin tưởng vào kinh nghiệm, tài nghề của mình chưa hẳn đã là phù hợp mọi việc chưa có thể kết thúc nên chờ vào một dịp khác có tài lộc nhỏ hao tài về tu bổ sửa chữa mua sắm giao thiệp có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân hoặc có tin tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc tốt hơn nên noi theo lối cũ an phận thủ thường nếu muốn thay đổi thì cần có ý kiến của nhiều người ngày có sự hoàn tất công việc hoặc có sự đáo hạn định kỳ có tin vui gặp người tốt có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt vì e sợ có người châm trích mọi việc cứ để yên chưa phải lúc chuyện tình cảm tình duyên thoải mái vui tươi tài lộc trung bình hao tài về giao thiệp mua sắm tiền của sự đáo hạn định kỳ tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có tin mới nếu là chuyện tình cảm thì không nên vội vã quyết định nên nhẫn nại chờ đợi kể cả về mặt công việc cần tránh mọi sự thị phi tranh luận không đưa đến kết quả tốt dù ở trong tiệc vui cũng vậy tài lộc vào nhanh ra nhanh ngay có sự mua sắm tu bổ chi dụng cho những việc đến hạn kỳ không nên dình líu đến chuyện của người khác dễ bích lòng, làm ơn nên đoán. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Công việc đang tiến hành thì bị bỏ dở, tiến thoái lưỡng nan, hoặc có sự chắc trở khó khăn, chờ đợi chậm trễ, gặp mặt không đầy đủ. Có tin tức ở xa, ngày có sự hao tốn tài lộc cho những dịch vụ đáo hạn, định kỳ. Tử vi tuổi tỵ, tiếp tài tác động, người tuổi tỵ dễ vướng phải chuyện tranh chấp giữa đồng nghiệp, bạn bè với nhau. Bạn cần giữ vững lập trường của mình, chớ để bản thân lung lay vì những lời rủ dê, bàn ra tán và hoặc vì lợi ích nhỏ. Bạn vốn là một người mạnh mẽ, kiên định nhưng đôi khi, những quyết định của bạn quá chủ quan, nông nổi, khiến bạn phải đối diện với nhiều rắc rối. Vì vậy, bạn cần học cách bàn bạc, trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn. Hôm nay con giáp này không nên cư xử quá nóng nảy, nếu có việc gì gây khó chịu, bạn không nên giữ trong lòng rồi đến một lúc nào đó bùng nổ mà nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh. Tử vi tuổi ất tỵ, thuộc mệnh hỏa, ngày tuổi của bổn mạng sự mong cầu nhanh chóng về công danh cũng như về tài lộc không có kết quả nhưng vẫn tốt nên hãy để tự nhiên có nhiều người hoặc sự việc đến cần phải giải quyết hoặc thay đổi có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin xa về tình cảm giao thiệp tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng mọi việc đều phải cẩn trọng và chậm rãi chớ nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn vào những chuyện không đâu chỉ đưa đến hao tài mà còn mang tiếng thị phi tranh cãi chỉ nên ngồi yên hoặc làm những công việc lặt vặt trong nhà nội bộ gia đạo cũng không nên gây sự bất hòa vì những chuyện ở bên ngoài. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, ngày tuổi của bổn mạng, trở nên hấp tấp vội vàng hành động hoặc ăn nói dễ bị trách quán, hiểu lầm, tính toán không đúng thực tế, trở nên để bị lôi cuốn vào lời nói của người khác, ngày gặp bè bạn, thân nhân hoặc có tin xa, gia đạo ồn ào, bận rộn, tài lộc trung bình nhưng cũng không nên đầu tư, hùn hạp. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều phải cẩn trọng và chậm rãi chớ nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn vào những chuyện không đâu chỉ đưa đến hao tài mà còn mang tiếng thị phi tranh cãi chỉ nên ngồi yên hoặc làm những công việc lặt vặt trong nhà nội bộ gia đạo cũng không nên gây sự bất hòa vì những chuyện ở bên ngoài tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng nếu không phải là việc cần thiết khẩn cấp thì nên tiến hành bình thường không nên bày vẽ thêm không có lợi ngày không tốt cho mọi việc giao dịch ký kết hợp tác vì dễ gặp trở ngại tin tức trái ngược tránh mọi chuyện thị phi tranh cãi việc đi lại, di chuyển nên có sự giới hạn hoặc không được như ý. Tử vi tuổi ngọ nhờ có tam hội nâng đỡ, công việc của người tuổi ngọ tiến triển thuận lợi. Chỉ cần hết mình vì công việc thì chắc chắn bạn sẽ đạt được kết quả đáng mừng. Hãy tự tin hơn nữa vào khả năng của mình. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng vô cùng hài hòa. Thậm chí bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Quý nhân sẽ vạch ra giúp bạn những hướng đi đúng đắn, khiến tương lai rộng mở. Nếu có việc cần phải xuất hành trong ngày hôm nay, Bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần và Tài thần, hướng này sẽ giúp công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh Kim, nên có sự dứt khoát, hoặc đình chỉ công việc hoặc chuyện tình cảm đã kéo dài từ lâu, hoặc đã đến lúc phải thay đổi tình trạng hiện tại, có sự đi xa, xa cách người thân, tài lộc dễ hao nhưng không phải là thua lỗ, có tin buồn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh Thủy. Mọi sự đều thay đổi, thêm một chuyện thả bớt đi một chuyện sẽ đỡ đi chuyện nặng lòng, ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ tài lộc vào nhanh ra nhanh hao tốn về mua sắm tiệc tùng quà tặng hoặc chỉ có niềm vui chốc lát chuyện tình cảm vui chơi giao thiệp không nên kéo dài sẽ gặp chuyện không như ý vướng mắc vào chuyện mình không thích có tin không tốt ở xa tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa có sự may mắn về tiền bạc nhưng cũng hao về vui chơi đình đám giao thiệp mọi việc nên để tự nhiên không cần phải nêu lên ý kiến của mình vì tất cả đã có chủ định ngày có nhiều sự bận rộn về công việc đã được định trước và có những chuyện không mong mà đến có tin tức ở xa về tình cảm hôn nhân thi cử tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ không nên tính việc lâu dài hoặc đi xa dài ngày không tốt công việc hay bị bỏ dở nửa chừng vì có tin mới hoặc phải tiếp bạn quý nhân dự tiệc dù có gặp sự chắc trở tranh chấp cạnh tranh cũng nên sự hòa nhã nhu thuận để giải quyết sẽ có lợi có tin xa có quý nhân giúp đỡ đề phòng sức khỏe không tốt tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc. Có tin tức ở xa, nên cẩn trọng về việc đi lại, di chuyển, có sự chậm trễ hoặc hư hại máy móc, xe cộ. Nhà có đám việc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên chần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bàn ra, tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tử vi tuổi mùi hôm nay người tuổi mùi còn độc thân có một ngày vô cùng đào hoa nét quyến rũ riêng biệt giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái tuy nhiên bạn không nhất thiết phải vội vàng đưa ra quyết định đến với ai đó những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống bạn tin rằng hai vợ chồng đồng lòng có thể vượt qua mọi khó khăn thực thần ghé thăm cũng mang tới tin vui tài lộc cho những ai làm nghề tự do nếu tiếp tục cố gắng bạn chắc chắn sẽ còn gặt hái được nhiều điều đáng mừng hơn bây giờ nữa. Đừng vội hài lòng với thực tại. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Có khách đến nhờ vả về công việc soạn thảo giấy tờ, di chuyển, đi lại, các thủ tục về bảo trợ, bảo hiểm, nên nhận lời. Ngày có tài lộc hoặc có sự thuận lợi trong công việc làm ăn, sức khỏe không tốt, gia đạo có tin buồn nhưng cũng không đáng lo ngại, không nên mưu cầu về lộc bất ngờ, không tốt. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy. Ngày rất dễ gặp sự cản trở, khó khăn hoặc chỉ nhận được những tin tức bất lợi từ công danh cho đến tình cảm, sức khỏe chỉ nên nghỉ ngơi hoặc làm việc bình thường. Việc gì cũng nên cẩn trọng chớ để ràng buộc, bị vướng vào những chuyện không đâu. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, ngày có nhiều tin buồn hoặc sức khỏe không tốt, gia đạo bất an hoặc bận rộn vì chuyện tu bổ, sửa sang, mua sắm, chữa bệnh. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, nếu có thì cũng phải có sự chi phí khá nhiều. Đi xa bất lợi, có tin xa việc đời còn lắm ngang trái buồn phiền nếu có gặp trở lực hoặc lâm vào thế kẹt cũng không nên chán nản sẽ có người giúp đỡ mình và mọi chuyện sẽ qua tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ có tin buồn dù có cuộc vui cũng không trọn vẹn như ý sự gặp gỡ với mọi người chỉ đem lại chuyện không hay buồn phiền hoặc hao tốn thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện sẽ tránh đi nhiều chuyện phiền hà trong ngày chỉ thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa sắp xếp lại công việc dễ hao tài nên cẩn trọng với lời nói văn thư giấy tờ dễ có sự thiếu sót, hiểu lầm, tranh cãi. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Nên ra đi, di chuyển, thay đổi hoàn cảnh hiện tại, không nên chần chờ mà hãy tiến hành nhanh chóng việc cần làm. Có tin buồn, ngay có sự hư hại về đồ đạc, xe cộ, máy móc, phải mua sắm, tu bổ. Tử vi tuổi thân Dưới tác động của nhị hợp, người tuổi thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng lại càng dễ dàng tiếp thu ý kiến của mọi người hơn, giúp công việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn có thể luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội làm việc tổn hại đến bạn nữa. Vì vậy, hãy cảnh giác với những đối tượng nhờ vào mình nhé. Mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia trong ngày do ý kiến của đôi bên có một đôi chỗ mâu thuẫn với nhau. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên tạm dừng cuộc nói chuyện và đợi thời điểm thích hợp hơn. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, nên âm thầm tiến hành, giải quyết công việc theo ý định của mình, có sự gặp gỡ lại người xưa, trốn cũ, việc cũ. Chuyện tình cảm đã đến lúc phải có sự thay đổi, hoặc tiến lên hoặc chia tay. Đến nơi nào cũng không nên ở lâu, bất lợi, có lộc nhỏ, lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Ngày chỉ nghe những chuyện không tốt, hoặc chỉ là vấn đề tình cảm giao thiệp vu vơ. Tốt hơn là nên giữ hòa khí, thà chịu thiệt thòi một chút sẽ có lợi về sau. Không nên tranh cãi, phân trần. Ngày chỉ nên làm việc bình thường, mọi ý kiến chỉ nên ghi nhận. Chưa phải là lúc quyết định, tài lộc bình thường, có sự mua sắm nhỏ. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh Thổ. Còn đám mây mù che khuất, mọi việc chưa phải là lúc tiến hành vì còn nhiều trở ngại do công việc hoặc người mình mong muốn lại không đến, nếu có đến lại không đúng như mình đã nghĩ, chờ đợi tin tức còn chậm hoặc không được như ý, ngày có sự tiến thoái lưỡng nan, nên ngồi yên và chờ một dịp khác. Có tài lộc nhỏ, chuyện tình cảm không nên dây dưa không có kết quả. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh Mộc không nên chần chừ mà hãy ra đi để gặp gỡ mới có lợi. Sự mong cầu về công danh, tài lộc, tình cảm sẽ có kết quả tốt, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu. Có tin xa, có sự gặp gỡ bất ngờ giữa mình và người thân, bè bạn nhưng lại trái với dự tính. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim. Nên ra đi giải quyết công việc hoặc mạnh dạn thay đổi hoàn cảnh. Công việc hiện tại không nên trông chờ vào tình cảm của người mình cần gặp, tự mình phải chứng tỏ khả năng mới có kết quả. Có tin tức ở xa, có tài lộc ngày dễ có sự hao tốn chi phí tử vi tuổi dậu dưới tác động của tam hợp người tuổi dậu thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình bạn có thể chinh phục lòng tin của mọi người nhờ có sự quyết đoán trong ngày hôm nay thậm chí bạn trở thành người dẫn dắt người khác tuy nhiên bạn đang nói năng cư xử quá mức thẳng thắn dù làm việc ở vị trí nào khi có ý định phê bình ai bản mệnh cũng nên sử dụng những từ ngữ nhẹ nhàng và uyển chuyển giúp người nghe dễ tiếp thu hơn tránh gây tổn thương người khác Hôm nay mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá hài hòa, có thể là vì bạn luôn áp đặt suy nghĩ của mình và bắt con trẻ nghe theo. Nếu muốn cải thiện tình hình, hãy học cách lắng nghe con cái. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Sức khỏe không tốt, ngày có nhiều lo âu, bận rộn, có tin buồn hoặc có người đến tâm sự và nhờ mình giúp đỡ, có cuộc đi ngắn hoặc có cuộc gặp gỡ, hẹn hò để thông báo sự chia tay, thay đổi hoàn cảnh sống, cuộc vui không trọn vẹn. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa. Cần cẩn trọng mọi việc, có tin xấu không nên tin tưởng vào sự suy tính của mình dù có đúng ở trong quá khứ không nên tin tưởng vào lời nói hoặc ý kiến của người khác chưa hẳn đã là sự trung thực nếu làm ăn thì cần phải đề phòng tiểu nhân dòng ngó hoặc tung tin xấu sai lạc việc mong cầu về tiền bạc không tốt chỉ có được chút ít dễ hao về chuyện mua sắm sửa chữa trang hoàng tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ ngày có nhiều biến động bất ngờ dự tính việc này lại ra việc khác có những sự việc hoặc con người không mời mà đến nên bình tĩnh giải quyết trong mọi việc nghe ý kiến của người khác sẽ không đúng. Ngày có sự hao tốn về đám tiệc, mua sắm, có tài lộc hoặc có người đề nghị về vấn đề tiền bạc làm ăn, quả tặng, lộc ăn, tránh gây gỗ, thị phi, đề phòng rủi ro, có tin buồn. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc, nên tiến hành những công việc đã có dự tính hoặc các việc đã đến định kỳ, đáo hạn, hẹn trước. Không nên nghe lời bàn ra tán vào tranh cãi vô ích, hãy tự mình giải quyết, tránh chuyện thị phi tranh cãi, có tin buồn nếu có tài lộc chỉ là lộc tạm ứng phải mượn lộc có điều kiện hao tốn về tu bổ sửa chữa dọn dẹp mua sắm tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim ngày rất dễ gặp những điều trái ý hoặc gặp nhiều chuyện phiền muộn nên nghỉ ngơi có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tiệc tùng đình đám nhưng cũng không nên kéo dài có tin xấu về sức khỏe bổn mạng tai nạn rủi ro của người thân nên cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển có tài lộc hoặc chuyện vui quà tặng ăn uống Tử vi tuổi tuất Hôm nay mối quan hệ giữa người tuổi tuất và cha mẹ rất hòa thuận, bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước. Bạn hiểu rằng dù sao đi nữa thì mọi người luôn muốn tốt cho mình. Với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm, bạn luôn giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc nhà dù đi làm có mệt mỏi đến đâu. Bạn quan điểm đã là vợ chồng thì phải giúp đỡ và chia sẻ mọi việc mọi công việc dù là lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, thường quan khuyên bản mệnh nên tránh xa các cuộc tranh cãi, mâu thuẫn với đồng nghiệp đặc biệt là với những người có chức vị cao bạn nên xem việc gì thì quan trọng hơn lúc này tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa có nhiều sự đổi thay hoặc nhận những tin tức về công việc có phạm sai sót phải cần làm lại hoặc phải truy cứu lại để kiểm chứng tiền bạc còn chậm nhưng vẫn có tin tốt chuyện tình cảm nên mạnh dạn tiến hành hoặc nên kết thân sẽ có hậu quả tốt trong tương lai có tin tức ở xa có khách đến việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ ngày có nhiều tin tức hoặc có khách đến bàn về công việc làm ăn hoặc đính ước về các chuyện tình cảm công việc hay bị bỏ dở phá ngang để giải quyết công việc mới nội bộ có sự phiền lòng hoặc có tin buồn về sức khỏe của thân nhân bè bạn đồng nghiệp có tài lộc tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc chuyện tình cảm chưa phải là lúc quyết định hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình không nên để sự việc hoặc người đến gây áp lực hoặc buộc mình phải theo mọi việc sẽ có cách giải quyết nhưng không phải là ngày hôm nay chớ tranh cãi phân giải chỉ nên ngồi yên và chờ đợi Hãy ăn vui về tình cảm với chính mình hoặc với gia đình. Tài lộc trung bình, có tin vui. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh Kim. Chuyện tình cảm, làm ăn không nên để dây dưa sẽ có người khác nhúng tay vào hoặc sẽ có tin tức mới khiến cho mọi việc trở thành không có lợi. Gặp trắc trở, có chuyện thị phi hoặc bị nói xấu, khiển trách, mích lòng. Có tài lộc nhưng dễ hao tốn cho những việc cần thiết. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thuộc mệnh Thủy. Không nên tính toán hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài. Mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh, nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Đề phòng có sự tranh cãi, thị phi, bất đồng ý kiến, nên cẩn trọng trong vấn đề đi lại, di chuyển, tài lộc còn chậm, dễ hao, cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ hoặc công việc bị trắc trở. Tử vi tuổi hợi. Dưới tác động xấu của Tương xung, người tuổi hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình bạn có biết mình đang múa gì qua mắt thợ hay không? Bạn là người có tham vọng nhưng để muốn chứng minh bản thân mình thì bạn cần phải có một khoảng thời gian dài cố gắng chứ không nên vội vàng, ôm đồm nhiều việc để nhanh chóng thành công. Hãy lập cho mình một kế hoạch với đích đến cụ thể. Bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay, bạn có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình. Nếu có bất mãn trong lòng thì bạn nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày xung của bổn mạng, có cuộc đi ngắn nhưng niềm vui không trọn vẹn. Việc vui chơi không nên quá lời, sự mong cầu về tiền bạc tuy có nhưng dễ hao hoặc phải chia chác, có tin buồn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ. Ngày xung của bổn mạng, không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện và cũng đừng nên nhúng tay vào chuyện của người khác, nếu có đến hỏi ý kiến của mình, không nên ký kết, hứa hẹn, hấp tấp trong quyết định hoàn toàn không tốt, có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc. Ngày xung của bổn mạng, làm gì cũng nên cẩn thận dễ gặp sự rủi ro bất ngờ hoặc có những sự việc xảy ra làm cản trở công việc hoặc dự tính của mình. Nếu có hội họp, đình đám, nhóm bạn cũng không nên bị lôi cuốn vào những chuyện không có lợi mà còn đưa đến phiền lòng, trách quán, chờ đợi tin tức chưa có. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Ngày xung của bổn mạng, nếu có toan tính việc đi xa, di chuyển hoặc tiến hành công việc không nên e ngại sự chắc trở, không đúng hẹn, không đúng với dự tính. Mọi việc sẽ có kết quả và có quý nhân, bè bạn giúp đỡ. Tuy nhiên nếu đã thành công thì không nên tiến thêm dù là chuyện tình cảm cũng vậy, tài lộc tốt. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh Thủy. Ngày xung của bổn mạng, nếu có việc cần phải ra đi thì cũng không nên ở lâu, việc giao dịch, giao thiệp nên giữ lấy lập trường của mình chớ nên nghe lời bàn ra tán vào sẽ không có kết quả, không nên ký kết, hứa hẹn, hấp tấp trong quyết định hoàn toàn không tốt, có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại.